Anh chị và các bạn đang được xem một loại cây mà mẫu hay nhựa của nó có thể làm thực phẩm. Đây chính là cây trôm, người dân thường gọi là cây mũ trôm. Sản phẩm mà chúng ta hay thấy đó chính là nước mũ trôm được bán ở dọc các tuyến đường quốc lộ hay trong các cửa hàng bán nước giải khát. Và mùa hè như thế này, trời nắng nóng vào oi bức, nếu có một ly nước mũ trôm để uống thì thật là tuyệt vời. Hôm nay hai anh em mình sẽ lấy mũ trôm. Thì đây có một cây mũ trôm cái này. Cái cây này là nó mọc ở bờ sông chứ không phải là trồng, tự mọc lên. Thì cái dụng cụ lấy ngày hôm nay là có một cái búa, cái chai là quan trọng nhất để hứng cho nó khỏi cái bị nước vô hay là bị bụi dính vô. Một cái nữa là cái đồ đục. Thì cái đồ đục thì mình không có cái đồ đục nên mình lấy cái cây lau nhà để mình cắt ra đục thử, không biết đục được hay không nhưng mình sẽ thử như thế nào, mời các bạn đón xem nha. Đây thì trước mình đi, mình sẽ dùng cái đục để mình đục trước. Này hồi nãy có mấy anh em đục thử rồi nhưng mà không bằng đục. Nên mình chuyển qua là mình không còn đục nó dễ. Nó ra rồi các bạn. Wow. Nó ra miếng vỏ rồi. Nhưng mà giờ biết sao lấy ra. Đây là cái lỗ sau khi mình đục xong. Giờ mình sẽ tiến hành nhét cái chai vào. Cái lỗ này hơi nhỏ so với cái chai à. Cái đục của mình nó hơi nhỏ nhưng mà nó được cái lợi thế là lúc mình bạn cái chai vô thì nó sẽ cứng hơn, nó nằm trong cái thân luôn, nó hơi vất vả một chút nhưng mà nó chắc chắn rồi. Này mà gió hay gì cũng không bị rớt được, chắc chắn các bạn, không thể rớt được. Nếu có gió thì không thể rớt được. Mình đục được ba cái rồi, mình sẽ đục thêm một cái nữa. Nói đục cái lớn rồi mình chuyển qua cái nhỏ các bạn. Nhỏ mình đục lại cái này đi. Ở Việt Nam, cây trôm được trồng nhiều ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Người dân hay gọi là cây mũ trôm hay nhựa trôm. Thành phần chính có trong mũ trôm là calcium, sắt, kẽm và kali. Công dụng của mũ trôm là mát gan, giải độc, nhuận trường, điều hòa đường huyết trong máu, hỗ trợ người bệnh bị tiểu đường. Khi ngâm mũ trôm vào trong nước, cần lưu ý vì nó sẽ nở ra gấp 10 lần đến 20 lần so với thước ban đầu. Người đang mang thai khuyến cáo không nên dùng mũ trôm. Hiện nay, mũ trôm không đơn thuần chỉ là nước giải khát thông thường, mà được các công ty, cơ sở chế biến thành các sản phẩm đóng gói để cung cấp ra bên ngoài thị trường. Thank you.
cứng quá, nó cứng quá nè, bạn vô nữa. Các bạn, cái này là cái cách này lấy theo kiểu này là mình lấy theo cái kiểu mà cái người dân ngoài Bình Thuận, anh Bình Thuận á, người ta trồng, người ta lấy mũ theo cách này nè. Còn có một cách nữa là ở dưới miền Tây, dưới Bến Tre á, là người ta lấy cách khác, là người ta sẽ gọt vỏ một cái đoạn như vậy nè, gọt bỏ phần vỏ mỏng bên ngoài nè, bỏ khoảng đoạn ngắn thế này, xong người ta sẽ lấy cái dao người ta cào cái lớp vỏ đi, cào sạch sẽ hết, rồi xong rồi lấy cái đục á, cái đục nó hơi mỏng mỏng á, đục đục đường thẳng như này, người ta đục nhiều đường xuống, thì sau mà người ta đục xong á thì đục như cái thân á để mũ chảy ra đó, thì người ta sẽ lấy một cái miếng bao ni lông, mà bao ni lông sạch á, người ta sẽ quấn lại cái cây lại, quấn khúc này lại, xong rồi người ta cột lại, cột đầu trên cột đầu dưới. Thì cái quấn cái bao lại này nó cũng có tác dụng là để chống bụi hay là chống mấy con cái con sinh vật nhỏ nhỏ nó bò vô để làm hư cái mũ á, thì ta cột lại, là chủ yếu là trên mưa trên gió nữa, thì sau khoảng một tuần người ta phải lấy. Thì cách đó thì mình thấy cũng hay, nhưng mà cách này mình thấy nó hay hơn, cách này thì nó đơn giản hơn, mà mình thấy người ta là mũ chảy ra lấy cái đồ gấp để gấp thì thấy mũ sạch hơn. Còn cách phía dưới á, cách mình nói thì nó hơi dính cái bột của cây á, nó dưa, nên mình chọn cách này để lấy. Mình đã đục xong được 5 cái chai rồi các bạn, 1, 2, 3, 4, 5 là xong rồi. Thì khoảng sáng ngày mai mình sẽ ra kiểm tra thử nó có cái mũ chạy ra không, nhưng mà trước mắt là mình thấy có một cái ống ở đây là nó hơi tươm tươm ra rồi á. Thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì coi như là mình đi đây. Thì sau 2 ngày mình trở lại, thì hôm nay thì mình sẽ quay lại cái thành quả mình thu được. Nhưng mà có một cái bất ngờ là sau mình lấy thì buổi chiều trời có mưa, nên là buổi tối mình đang kiểm tra thì mình kiểm tra xem có bị nước vô không á, hay là nó bị rớt á, thì mình phát hiện ra thì có một cái rồi ra mũ, còn những cái còn lại không có ra mũ, nên là mình mới di chuyển. Bữa trước là có cái hai cái bên này, bên chỗ này nè, bên này những cái chỗ này thì mình đã mình không thấy nó ra mũ, thì mình di chuyển thì mình đưa xuống dưới. Thì qua ngày hôm sau á thì mình lại ra kiểm tra lại á, thì cái mũ nó có ra, nhưng mà mình đi làm á, mình không có dặn ở nhà á, có mấy anh chị ở nhà thì thèo ra what the fuck, lấy cái đồ gấp nó ra đó, nên là bắt buộc ngày hôm qua mình đi làm về mình cũng phải làm lại lần nữa, thì cái số tăng lên nhiều hơn. Nhưng mà có thành quả tốt nhất á, thì chỉ có hai cái dưới này là hai cái có thành quả tốt nhất và nó ra mũ nhiều nhất. Đây các bạn để ý là mũ nó chảy ra, cái dây này nó hướng lại nè, thì có hai cái thì có kết quả tốt nhất, còn những cái này á thì nó ra rất là ít, nó ra nhỏ xíu à, không đáng kể bao nhiêu hết. Còn có những cái như thế này nè, có những cái này thì nó không ra luôn, nó ra được có xíu nhúm mà nó không ăn thua gì hết. Thì mình cũng không hiểu lý do tại sao, mình cũng chưa nghiên cứu kỹ là lấy vị trí nào hay là vào cái thời gian nào thì nó thuận lợi cho việc ra mũ. Thì mình xem trên YouTube thì nó chỉ cách để lấy thôi, còn mình chưa nghiên cứu kỹ là phải lấy cái vị trí nào để nó đạt hiệu quả cao nhất. Thì ở đây thì mình lấy sát gốc thì có hai cái chai này thì là ok nhất. Thì các bạn xem kỹ nha, thì đây nó mũ động lại này, thì sau đó mình lấy ra thì mình lấy cái đồ gấp nó ra, thì có hai cái này là ok nhất. Thì tỷ lệ thành công chỉ được khoảng là 20% thôi, còn những cái này thì những cái này nè bạn thấy nè, đây nó không có miếng mũ nào hết, kể cả những cái lỗ cũ bị đục rồi á thì nó cũng không ra mũ luôn. Đây thì cái này á, sau khi mình lấy về á thì mình sẽ bảo quản và mình sẽ phơi. Thì theo trên mạng nó chỉ thì mình phơi khoảng 2 nắng và 3 nắng á thì mình sẽ sử dụng được. Thì lúc mình sử dụng được thì mình sử dụng với đường cát và đường phèn để cái nó đảm bảo về cái chất lượng của cái mũ này, và nó ngon hơn. Thì mình sẽ có một cái
buổi chia sẻ khác về cách pha cái loại này. Thì video của mình hôm nay đến là hết. Thì hẹn lặp lại quý anh chị ở một video khác. Mình cảm ơn nha.